Xin chào quý anh chị, rất là vui gặp lại quý anh chị trong video ngày hôm nay. Và video ngày hôm nay Phước Sửu sẽ cập nhật mới nhất về cái tiến độ dự án The Metropole Thủ Thiêm. Ở đây giai đoạn này là giai đoạn 3 ha quý anh chị. Và để giúp quý anh chị nắm rõ được trong cái giai đoạn 3 này thì chủ đầu tư sẽ là triển khai và những hạng mục nào nhé. Thì như mọi người biết đến thì Metropole Thủ Thiêm tọa lạc ngay tại phân khu chức năng trong cái khu đô thị Thủ Thiêm. Dự án gồm 4 phân khu và được xây dựng trên 4 lô đất với quy mô dự án 10 tòa tháp. Thì giai đoạn 2 như mọi người đang nhìn thấy là một tòa nhà tháp căn hộ với 24 tầng, 2 tòa tháp văn phòng. Trong đó 2 tòa tháp văn phòng thì hiện tại thì có khá nhiều cư dân ở đây vào để thuê làm công ty văn phòng. Tại đây thì gọi là kinh doanh khá tấp nập và gọi là một khu nhộn nhịp của bán đảo Thủ Thiêm ha. Còn về giai đoạn 3 thì đang thi công hoàn thiện gồm 2 tòa tháp với căn hộ chiều cao lên đến 24 tầng và 3 tầng hầm. Đây là video livecam của Phước Sửu, có thể thấy là tòa nhà bên ngoài đang được lắp hệ thống kính, rồi bên trong đang hoàn thiện tất cả các hạng mục. Thì những cái tiện ích mà của phân khu này mang lại cho Metropole đó là một cái hồ bơi tràn bờ 50m tại cái tầng 5, view ngoài cảnh luôn cả nhà ha. Rồi một cái dạng như là bồn tắm massage, jacuzzi trị liệu, hồ nước nóng, rồi tắm spa. Nơi đây thì có một cái sân golf mini giả lập, tạo một cái khu gọi là cho những cái người VIP golfer để về đây tập golf. Và nơi đây là một cái sân thư giãn trên không, ở đây thì có thể là ngồi thiền nè, đọc sách thư giãn sau những giờ làm việc mệt nhọc, trở về với lại một căn nhà đầy ánh sáng của mình. Khu tiệc BBQ ngoài trời luôn, nơi đây thì có khu khá đẹp luôn, khu vui chơi trẻ em, có nhiều cái trò chơi vận động rất là linh hoạt, hoạt não, giúp cho trẻ em phát triển những trí não toàn diện của mình. Ở đây thì tất nhiên là cái phòng gym cực kỳ xịn sò rồi, yoga rồi retail dịch vụ. Toàn bộ những nội dung video ngày hôm nay thì Phước Sửu muốn đưa đến cho quý anh chị một cái cận cảnh mới nhất về cái tiến độ của Metropole Thủ Thiêm. Và như mọi người đang nhìn thấy, gần Metropole Thủ Thiêm thì một cái công viên Thủ Thiêm dọc theo bờ sông Sài Gòn cũng đưa vào hoàn thiện và kịp và gọi là đón những cái vườn hoa gọi là hướng dương cực kỳ đẹp, nở về hướng mặt trời, chào đón một năm mới giờ 2024 cực kỳ hoành tráng về một cái gọi là thành phố Thủ Đức, một thành phố trực thuộc của thành phố Hồ Chí Minh. Và nơi đây sẽ là một nơi gọi là những cái nơi check-in cực kỳ lý tưởng cho những cái du khách trong và ngoài nước khi đến Thủ Thiêm trong dịp Tết này. Là cảm ơn quý anh chị đã xem video, và thấy video hữu ích thì đừng quên like, subscribe kênh để ủng hộ kênh những video mới nhất về tiến độ dự án, những cái phân khu, những cái cơ sở hạ tầng Phước Sửu sẽ cập nhật đến quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.